nếu không điều tra về tài sản thì họ sẽ gặp những rủi ro, ví dụ tài sản bị dính quy hoạch, mua xong mới phát hiện dính quy hoạch, bị tranh chấp, mua xong phát hiện tài sản bị vấn đề về pháp lý, mua xong có biết là tài sản của nhà mình, ví dụ như là không sẽ không làm được sổ sách giấy tờ sổ hồng, pháp lý quy hoạch tranh chấp vân vân, sẽ biết tên là trong tranh chấp có bốn loại tranh chấp khác nhau. Rồi là cả đôi khi mà đi mua đất nào để biết các thông tin về quy hoạch, về pháp lý thì bạn cần phải học hỏi thêm. Nhưng về cơ bản thì bạn cần phải biết bốn kỹ năng như sau: điều tra, định giá, đàm phán và hỏi vốn là bốn cái kỹ năng cơ bản. Thế thì cái lợi ích là gì? Sau khi mà bạn biết là trước khi vào giao dịch thì cần phải lưu ý bốn kỹ năng: điều tra, định giá, đàm phán và vốn. Như sau, trước khi bước vào giao dịch bạn nên có bốn câu hỏi. Một, tôi đã tiến hành điều tra chưa? Tôi đã tiến hành định giá chưa? Tôi đã tiến hành đàm phán chưa? Và nếu thiếu tiền, tôi chuẩn bị sẵn sàng phương án gọi vốn hay chưa? Rồi, đấy là lợi ích của bốn cái câu hỏi này: điều tra, định giá, đàm phán và hỏi vốn. Sai lầm của mọi người thường gặp như sau: lúc nào cuộc không tiến hành điều tra nên gặp rủi ro, đi mua không định giá nên bị mua hớ hoặc là thuê giá cao, không biết cách đàm phán nên không được những điều khoản có lợi, và đôi khi mình mạnh dạn làm những thương vụ và mình không chuẩn bị tiền chu đáo, và cuối cùng mình có thể bị mất cọc hoặc là mình không chuẩn bị tiền để nắm bắt được cơ hội. Thì đây là bốn cái kỹ năng khi mà đi mua đi thuê. Tức mình giơ cánh tay trái, cánh tay trái hai tay mình cánh tay điều tra thì mình sẽ bắt đầu cả đồng hồ. Hai tỷ rưỡi, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1.
trả giá bao nhiêu, trả giá bao nhiêu. Quận nhất là 2 tỷ 8, 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 3, 2 tỷ, 2 tỷ 7, 2 tỷ 9. Trả giá bao nhiêu nhỉ? Thế thì tôi dụ cho mình là sử giá 2 tỷ 8, có thể hai bên gặp nhau, có gặp nhau có thể 2 tỷ 9 là là sử giá 2 tỷ rưỡi, có thể hai bên sau gặp nhau 2 tỷ 7, 2 tỷ 8 có thể. Thế thì câu hỏi này, tại sao lại là 2 tỷ đồng? Tại sao lại là 2 tỷ đồng? Làm thế cũng sợ bị ảnh hưởng à? Mà thực tế thì bạn cứ bảo là người ta bảo giá bán được bao nhiêu thì bảo 2 tỷ thì không hay. Họ không có gì cả. Thế là tại sao? Tất cả đã làm tại sao? Thì tôi ví dụ giả sử bạn trả 2 tỷ, nhưng mà nhớ là khi bạn trả giá, nói ra một vài điều là tại sao bạn trả giá như thế? À, tại sao bạn trả giá như thế? Có những trường hợp thì tất nhiên là người ta phải trả lời rất lịch sự. Và lý do thì nhiều khi là xe tôi đem chạy có được không? Tất nhiên là không được ký được. Có thể họ sẽ bảo tôi không bao giờ có cái giá đấy, không bao giờ có cái giá 2 tỷ này. Cùng lắm là tôi bán giá thấp nhất, cuối cùng là tôi bán là 2 tỷ 8. Từ 3 tỷ xuống 2 tỷ 8 là giảm bao nhiêu tiền không? 200 triệu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ập vào giá 2 tỷ 8? Tôi sẽ chỉ gì nhỉ? Và vừa rồi là một trong những bài học quan trọng nhất về trả giá, nó được gọi là lời đề nghị đầu tiên. Cái lời đề nghị đầu tiên ấy, là cái lời đề nghị mà tôi không hy vọng sẽ mua được. Mục đích của tôi chỉ là để phát tài, tìm ra cái giá thấp nhất mà chủ nhà có thể chấp nhận. Có nhiều trường hợp họ cũng làm tốt 100, 2 tỷ 9 cũng được, nhưng mà đã bắt đầu xuống thì là 100. Các bạn chơi hay chẳng hai pha từ cạnh và là lời đề nghị đầu tiên. Tuy nhiên trong trường hợp này tôi sẽ giải thích kỹ hơn cho bạn là tại sao chiến thuật này lại hiệu quả. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn là thứ nhất, cái chiến thuật trả thấp này, một đây chỉ là lời đề nghị đầu tiên thôi, tôi không hy vọng mua được cái giá này nhé. Cái điều thứ hai là trong nhiều trường hợp khi mà bạn đi mua thì bạn không biết được, không biết nhỉ? Chủ nhà cần tiền như thế nào. Tôi ví dụ có những trường hợp chủ nhà rất cần tiền thì rất nhiều tài sản hiện nay trên thị trường ấy, 10 đồng bán 7 đồng là chuyện bình thường, 3 tỷ giao dịch với nhau 2 tỷ rưỡi là chuyện bình thường. Một khi cần tiền không tìm được người bán, không tìm được người mua và chủ hàng vào hoặc bảo em có thể chỉ có cái này tiền thì thôi, khi nào mình cứu hàng thì có em. Và đấy chính rất bình thường, 3 tỷ giao dịch với nhau 2 tỷ rưỡi là bình thường. Nếu bạn chưa bình thường giao dịch thì bạn cảm thấy cái điều đấy là phi. 1 tỷ rưỡi vẫn có những trường hợp giao dịch với nhau 900 triệu ở đấy là bạn không biết được đâu, người ta mua bình thường. Nhưng thuê một cái nhà chẳng có tiền thì thuê nhà. Và đấy chuyện bình thường khi bạn chưa gặp nhiều người thành công và chưa gặp nhiều bình thường thì bạn nghĩ là điều đấy có thể. Và những người mà đã gặp nhiều người thấy hết sức bình thường, mua cả một cái tài sản với 1.000 tỷ 50 triệu đô chẳng có tiền mua một triệu đô. 1 triệu đô 20 tỷ mà bà mua tài sản 1.000 tỷ đồng. Đôi khi nó không phải câu chuyện về khoản tiền dư dồi dào, mà câu chuyện về kiến thức và kinh nghiệm, kiến thức và kinh nghiệm để xử lý tài sản. Nhiều trường hợp cô không biết chủ nhà cần tiền như nào. Nhiều trường hợp là cô không biết được là chủ nhà mua vào giá bao nhiêu. Tôi ví dụ như này, mua vào giá bao nhiêu? Năm ngoái họ mua vào 2 tỷ, năm nay bán 2 tỷ rưỡi là họ nghĩ là họ đã được bao nhiêu rồi? 500 triệu rồi. Thì họ thấy ok, 500 triệu thì là ngon. Họ không để ý là bây giờ giá thị trường lên 3 tỷ rồi, nhưng họ không bán giá lên cao 3 tỷ để họ bớt xuống vừa. Khách hàng họ có bớt xuống vừa, bảo là 2 tỷ, em thiếu 2 tỷ thôi. Họ bảo không, biết đến 2 tỷ rưỡi, không nói thêm nữa 2 tỷ rưỡi. Thế thì cuối cùng là 2 tỷ rưỡi, rất bình thường.
ở Phú Quốc đấy, ví dụ những người ngày xưa người ta mua 3 tỷ đồng, bây giờ thành 15 tỷ, giá thị trường 15 tỷ, nhưng mà họ bán được 10 tỷ đồng, vì họ nghĩ ngày xưa mua 3 tỷ, bây giờ bán 10 tỷ, sau 1 năm thôi, lãi được mấy tỷ rồi, 7 tỷ rồi, con không biết là thị trường bây giờ là 15 tỷ rồi, mình bán không 10 tỷ nữa con. Nên là tại sao mà bài học ở đây là như này, là nhiều trường hợp bạn không thể biết được, không thể biết được người bán họ cần tiền như nào, cũng không biết được cái số họ bảo bao nhiêu. Nhiều khi bạn biết là à họ biết cái bài toán kinh tế của ta rồi, ta lại đi thương người ta. Có trường hợp rất là cần tiền phải trả nợ, có trường hợp phải cho con đi du học, có trường hợp thì là tìm thấy một cơ hội khác ngon hơn, bán rẻ hơn được để tìm có cái cơ hội kia. Có cơ hội kia một đồng thì ăn thành ba đồng. Thế nên là chuyện là mua bán cái chênh lệch giá nó sẽ ra khác nhau. Và là bạn chưa làm đúng người thôi. Thế nó mới sinh ra câu chuyện là 113 đồng. Bạn phải làm đúng người cần bán. Thế còn người ta không cần bán là tất nhiên rồi. Thế còn mấy cách tranh nhau nữa, tất nhiên rồi. Và bạn sẽ không mua giá đúng. Ở nước mình xưa cái giá tai tai với người bên cạnh nói là tôi sẽ bán giá trả giá. Chỉ riêng kinh nghiệm này thôi ấy, đã đỡ được không biết bao nhiêu tiền. Tôi vừa dạy bạn hai kinh nghiệm số 1 xem nhiều. Kinh nghiệm số 2 trả thấp. Riêng hai kinh nghiệm đấy các bạn đã tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền rồi. 1 xem nhiều, 2 trả thấp.